Hai món ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cơm cuộn Hàn Quốc, hay còn gọi là kim bắp đó các bạn. Để làm món này thì mình đã chuẩn bị, đây là rong biển. Rong biển này mình mua ở siêu thị Coop. Còn đây là cơm. Cơm nóng nha các bạn. Mình dùng khoảng một chén nha. Củ cải cà rốt. Đậu. Đây là đậu bún nha các bạn. Còn đây là dưa leo. Và xúc xích. Hai quả trứng gà. Nước mắm. Đường. Còn đây là giấm gạo. Đầu tiên là mình sẽ trộn cơm nha. Mình sẽ pha một muỗng đường và một muỗng nước mắm. Khuấy cho đường tan ra. Rồi, mình sẽ cho vào đây một ít giấm. Khoảng một nửa muỗng giấm nha các bạn. Đây là giấm gạo đó. Mình cho vào chén luôn. Sau đó mình sẽ trộn vào cơm. Các bạn có thể sử dụng cơm bình thường ở nhà mình hay ăn á. Rồi sau khi trộn cơm xong rồi, bây giờ mình sẽ xắt củ cải nha. Mình để cơm một bên đi. Bây giờ mình xắt củ cải nè. Củ cải này mình sẽ xắt dài. Đây, mình sẽ xắt sợi dài như vậy nè. Củ cải này mình chỉ sử dụng một ít thôi nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cắt dưa leo. Mình sẽ cắt bỏ phần đuôi nè. Dưa leo này mình cũng không sử dụng hết. Mình chỉ sử dụng một ít thôi. Mình chỉ sử dụng như đây thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt xúc xích. Xúc xích này mình cũng cắt sẽ dài luôn. Tiếp theo là mình sẽ đập trứng gà ra. Mình sẽ đánh đều trứng lên nha. Trứng này mình sẽ đem đi chiên. Mình chiên rồi sau đó mình cũng xắt ra luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đem trứng đi chiên nè. Và củ cải đỏ luộc. Đậu luộc luôn, mình chỉ luộc củ cải và đậu thôi. Còn dưa leo và xúc xích mình không có luộc. Để cho nó nguội xíu đi rồi mình cắt sợi sợi nha. Tiếp theo là mình sẽ đem củ cải và đậu đi luộc. Bây giờ mình cho vào nồi luộc này nè. Mình nhớ luộc vừa thôi nha, không có luộc chín quá. Củ cải và đậu của mình đã chín rồi. Bây giờ mình gấp ra dĩa nè. Tiếp tục bây giờ mình cắt trứng nha. Mình cắt sợi như vậy nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái vịt trong biển này ra. Vịt trong biển thì mình mua ở siêu thị được 10 miếng.
cũng nhiều đó chứ. Bây giờ mình lấy ra một miếng thôi. Rong biển này mình có thể làm snack rong biển nè, rồi làm canh rong biển. Bây giờ mình sẽ đem rong biển này và hơ qua lửa, hơ sơ qua thôi nha các bạn, hơ qua lửa nhỏ thôi. Như vậy hơi như vậy là được rồi. Và mình sử dụng cái bọt này, mình cuốn tay nha các bạn. Các bạn nào ở nhà không có cái miếng tre để cuộn á thì mình cuốn tay giống như mình này nè. À, đầu tiên là mình sẽ đặt cái miếng bịch ni lông này lên, rồi mình để miếng rong biển lên. Miếng rong biển này nó có hai bề nha các bạn, một bề là mặt bóng, một bề là mặt nhám. Mình sẽ để mặt nhám lên trong, bóng ở bên ngoài. Bóng ở bên ngoài thì nhìn cái cuộn xương cuộn của mình nhìn sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cơm lên. Mình đè chặt xuống như vậy nè. Đè chặt xuống cho cơm dính vào không được. Để cơm ra hết nha các bạn, mình chừa khoảng 3 cm nha. Rồi bây giờ mình sẽ để trứng lên nè, củ cải đỏ, đậu, xúc xích và dưa leo. Rồi sau đó mình sẽ cuộn lại nha. Đây, như vậy nè các bạn. Mình nhớ cuốn chặt tay vô nha. Bóp chặt tay vô cho cái cuộn của mình nó tròn. Cuốn vô tiếp. Rồi tiếp tục bóp chặt nha. Rất là dễ các bạn, không có gì khó hết. Rồi mình lăn lăn cho cái cuộn của mình nó tròn nha. Rồi như vậy là mình đã được một cuộn cơm cuộn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Để cắt cơm cuộn cho dễ á, các bạn nên dùng con dao bén nha. Dao bén á mình cắt nó mới nhẹ nhàng. Nhìn hấp dẫn chưa? Mình rắc lên đây một ít mè trắng nè. À, nhìn hấp dẫn phải không các bạn? Cuộn cho các bạn xem nè. Có mè vô nữa nè. Các bạn có thể cuốn mè vào bên trong luôn nha. Đây.
mùi rong biển nè, mùi trứng nữa, xúc xích nữa. Ngon đó các bạn. Các bạn ơi, nếu thích video của mình thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.